chiến sự Nga-Ukraine liên tục sục sôi với sự xuất hiện ngày càng mạnh của quân đoàn tự do Nga. Mới đây, quân đoàn tự do của Nga tuyên bố tấn công lớn vào Belgorod. Trong khi đó, ông Putin nổi giận với tướng Shoigu, thừa nhận bị Ukraine phá hỏng mọi thứ trong ngày bầu cử đầu tiên. Nga tiến sát tới làn ranh đỏ của NATO, tình hình khó kiểm soát. Thành viên mới của NATO ủng hộ đưa quân tới Ukraine. Xuất hiện bức ảnh tiêm kích MiG-29 Ukraine mang bom AISM Hummer của Pháp khiến Nga đứng ngồi không yên. Nhiều điểm bỏ phiếu bầu cử ở Nga bị người dân phá hoại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự quốc tế tối ngày 16 tháng 3. Những diễn biến liên quan đến cuộc chiến sục sôi ở Ukraine cùng với những tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị, các tình nguyện viên của quân đoàn tự do của Nga, quân đoàn tình nguyện Nga và tiểu đoàn Sabaria đã thông báo vào chiều ngày 15 tháng 3 về một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở quân sự của quân đội Nga ở Belgorod. Họ kêu gọi người dân thành phố này rời đi trong vòng 1 giờ sau khi cảnh báo được công bố hoặc ẩn náu trong các nơi trú ẩn. Điều này được thảo luận trong một tin nhắn trên kênh Telegram quân đoàn tự do của Nga. Các tình nguyện viên Nga kêu gọi đồng hương của họ truyền bá cảnh báo đến người dân Belgorod càng nhanh càng tốt. Cảnh báo về việc chuẩn bị tấn công lớn vào Belgorod được công bố lúc 12 giờ 23 phút giờ Kiev. Tình nguyện viên Nga hứa sẽ tấn công các mục tiêu quân sự. Cảnh báo khẩn cấp cho cư dân Belgorod. Trong giờ tới, một cuộc tấn công lớn sẽ được thực hiện vào các cơ sở quân sự ở thành phố Belgorod. Chúng tôi kêu gọi người dân địa phương ngay lập tức đến nơi trú ẩn an toàn và không ra ngoài cho đến khi cuộc tấn công kết thúc. Hãy truyền bá thông điệp này đến người dân Belgorod. Hãy giúp cứu sống những người đồng hương. Vào ngày 15 tháng 3, các cuộc tấn công vẫn tiếp tục diễn ra ở vùng Belgorod. Tại trung tâm thành phố Belgorod và vùng lân cận, người ta nghe thấy tiếng nổ vào buổi sáng. Người Nga hoảng loạn đăng tải những bức ảnh và video về hậu quả của những vụ nổ. Ông Putin nổi giận với tướng Shoigu, thừa nhận bị Ukraine phá hỏng mọi thứ trong ngày bầu cử đầu tiên. Vào ngày đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Nga Putin nói rằng toàn bộ quá trình đang bị chế độ Kiev làm gián đoạn bằng các hành động vũ trang của họ. Mọi thứ đang bị chế độ Kiev phá hỏng. Ngoài ra, ông Putin còn nhìn thẳng vào mắt người đứng đầu Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Sergei Shoigu, nói rằng các hệ thống phòng không được quảng cáo ngày nay đã không bắn hạ tất cả các mục tiêu. Ông tuyên bố điều này tại cuộc họp vào ngày 15 tháng 3 của Hội đồng An ninh Nga. Ông Putin nói, để làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu, đe dọa người dân ít nhất là ở các khu vực giáp biên giới Ukraine, chế độ phát xít mới ở Kiev đã lên kế hoạch và cố gắng thực hiện một loạt hành động tội phạm, biểu tình và vũ trang. Sau đó, trong bài phát biểu của mình, ông đề cập đến các cuộc tấn công vào các khu định cư hòa bình ở Liên bang Nga và thừa nhận rằng Moscow không thể bắn hạ 5% mục tiêu do Kiev phóng vào Nga như ông Putin tin tưởng. Ông Putin nói, khoảng 95% tên lửa và đạn pháo của kẻ thù đã bị các phương tiện phòng không của chúng ta tiêu diệt. Tuy nhiên, chúng ta có thương vong. Cuối cùng, nhà lãnh đạo Liên bang Nga đã an ủi người thân các nạn nhân bằng lời hứa sẽ hỗ trợ và tuyên bố sẽ giáng đòn trừng phạt vào Ukraine. Putin khẳng định Ukraine hứng thiệt hại nghiêm trọng trong nỗ lực gây bất ổn ở khu vực biên giới Nga khi nước này tiến hành bầu cử và cảnh báo Kiev sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nga tiến sát tới làn ranh đỏ của NATO, tình hình khó kiểm soát. Việc Nga bị cáo buộc làm nhiễu tín hiệu vệ tinh đối với máy bay quân sự chở Bộ trưởng Quốc phòng Anh vào hôm thứ Tư, nếu được xác nhận, sẽ là hành động nguy hiểm mới nhất của Moscow đối với giới hạn đỏ cứng rắn của NATO, sự an toàn của các nhà lãnh đạo đồng minh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Jens Stoltenberg đang trở về sau chuyến thăm quan sát các cuộc tập trận quân sự của NATO ở Ba Lan, thì xảy ra sự can thiệp gần khu vực Kaliningrad thuộc vùng Baltic của Nga, một địa điểm chiến lược và quân sự hóa mạnh mẽ, được coi là một trung tâm tác chiến điện tử. Sự can thiệp kéo dài khoảng 30 phút chặn kết nối di động và Internet, đồng thời buộc máy bay phải quay lại sử dụng các công nghệ định vị thay thế. Một nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc phòng Anh nói với The Times rằng không quân hoàng gia đã chuẩn bị tốt để đối phó với vấn đề này,
nhưng cho rằng các biện pháp như vậy sẽ gây ra rủi ro không cần thiết đối với máy bay dân sự và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Nguồn tin cho biết thêm, vụ việc là cực kỳ vô trách nhiệm từ phía Nga. Tuy nhiên, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã hạ thấp lo ngại. Quan chức này nói, nó không đe dọa đến sự an toàn của máy bay và không có gì lạ khi máy bay gặp phải tình trạng gây nhiễu CBS gần Kaliningrad, tất nhiên là lãnh thổ của Nga. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Quốc phòng Anh qua email để yêu cầu bình luận. Vụ việc SARS không phải là lần đầu tiên, thậm chí không phải là trường hợp nghiêm trọng nhất mà một bộ trưởng thành viên NATO có thể bị đe dọa bởi hoạt động quân sự của Nga. Mới tháng trước, một tên lửa của Nga đã tấn công Odessa, trong khi Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đang thăm thành phố cảng này cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo nhiều báo cáo, tên lửa rơi ở khoảng cách 500 mét so với nhà lãnh đạo Hy Lạp. Giết hoặc làm bị thương một nhà lãnh đạo NATO sẽ không tự kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể điều 5 của liên minh, trong khi các đồng minh đồng ý rằng một cuộc tấn công vũ trang chống lại một hoặc nhiều nước trong số họ ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các nước này. Các thành viên phải đồng ý viện dẫn điều 5. Tài liệu thành lập của NATO lưu ý rằng bất kỳ sự hỗ trợ quân sự nào cũng phải được cung cấp phù hợp với các quy trình hiến pháp tương ứng của họ, nghĩa là sự đồng ý của các cơ quan ra quyết định của quốc gia. Điều khoản này chỉ được áp dụng một lần để hỗ trợ Mỹ ngay sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Moscow đã nhiều lần thể hiện rằng họ sẽ không bị cản trở bởi sự hiện diện của các khách VIP ở Ukraine. Chẳng hạn, bom Nga đã rơi xuống Kiev vào tháng 4 năm 2022, trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang đến thăm thành phố. Và trong những giờ đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022 của Nga, Newsweek tiết lộ rằng vụ bắn phá mở màn vào Kiev đã xảy ra bất chấp sự hiện diện tại thành phố này của các ngoại trưởng Estonia và Latvia. Đối tác Lithuania của họ đang trên đường đến thủ đô Ukraine khi cuộc tấn công bắt đầu. Thành viên mới của NATO ủng hộ đưa quân tới Ukraine. Quý vị thân mến, Phần Lan đồng tình với Pháp rằng tất cả lựa chọn vẫn phải được xem xét trong việc hỗ trợ nỗ lực của Ukraine nhằm chống lại Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội vào tháng 2 sau khi ông cho rằng khối quân sự do Mỹ đứng đầu không thể loại trừ khả năng cử binh sĩ NATO đến hỗ trợ Ukraine. Một số quốc gia thành viên đã nhanh chóng bác bỏ nhận xét của ông Macron, khẳng định các binh sĩ NATO sẽ không đặt chân tới Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Vantanen đã lập luận rằng, theo giả thuyết, mọi điều đều có thể xảy ra nếu tình hình trên thực tế xấu đi. Ngoại trưởng Vantanen cho biết, điều quan trọng là chúng tôi không loại trừ mọi khả năng về lâu dài, bởi vì chúng tôi không bao giờ biết tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng đến mức nào. Bà Vantanen nói thêm, tuy nhiên, theo quan điểm Phần Lan rất rõ ràng, hiện tại chúng tôi không gửi bất kỳ binh lính nào và không sẵn sàng thảo luận về điều đó. Theo Ngoại trưởng Vantanen, các nhà tài trợ của Kiev có thể làm được nhiều hơn thế trong việc trang bị vũ khí cho lực lượng Ukraine. Bà cũng chỉ trích Mỹ vì đã trì hoãn gói viện trợ mới cho Kiev, nói rằng danh tiếng của nước này đang bị đe dọa. Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga và Moscow từng cảnh báo rằng tư cách thành viên NATO đã đe dọa, chứ không bảo đảm an ninh cho Phần Lan. Phần Lan là thành viên thứ 31 của NATO mới được kết nạp vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu hồi mùa hè năm ngoái. Sau khi Nga phát động cuộc xâm lược vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Phần Lan và Thụy Điển quyết định từ bỏ chính sách trung lập để đơn gia nhập NATO. Phần Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga. Theo số liệu thống kê, đến nay tổng giá trị khí tài quân sự nước này viện trợ cho Ukraine khoảng 2 tỷ đô la. Tổng thống mới đắc cử Phần Lan Alexander Stubb đã cam kết trong lễ nhậm chức rằng sẽ dẫn dắt quốc gia Bắc Âu này bước vào một kỷ nguyên mới trong quan hệ đối tác quân sự với phương Tây, tự hào rằng tư cách thành viên NATO mang lại cho đất nước ông khả năng răn đe hạt nhân thực sự. Vào tháng trước, Tổng thống đắc cử Phần Lan tuyên bố sẽ tận dụng tối đa tư cách thành viên mới của NATO và ủng hộ Ukraine không giới hạn. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkinen ngày 29 tháng 2 khẳng định, không giống các nước lớn hơn áp đặt hạn chế với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí tầm xa cấp cho Kiev, Phần Lan không đặt ra bất cứ hạn chế nào.
xuất hiện bức ảnh tiêm kích MiG-29 Ukraine mang bom AASM Hammer của Pháp, khiến Nga đứng ngồi không yên. Bức ảnh chụp một máy bay chiến đấu MiG-29 của lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine với bom hơi dẫn đường AASM Hammer 250, một trong những phiên bản bom AASM đã được đăng tải trên mạng. Ấn phẩm viết, đây là bức ảnh đầu tiên chụp một chiếc MiG-29 trong đội hình của lực lượng vũ trang Ukraine với bom dẫn đường của Pháp, và nó được chụp trong chuyến xuất kích của chiếc máy bay này. Ngoài loại bom mới, máy bay chiến đấu còn mang theo thùng nhiên liệu trên cao. Dựa trên phân tích ảnh, các chuyên gia kết luận rằng các da treo được sử dụng cho AASM rất giống với những da treo trước đây được sử dụng cho bom dẫn đường JDAM AR của Mỹ. Dựa trên điều này, có thể giả định rằng việc điều chỉnh MiG-29 của Ukraine thành Aeron Modular của vũ khí Pháp không yêu cầu phải sửa đổi đáng kể các giá đỡ. Ngoài MiG-29, Su-24 còn được điều chỉnh để mang bom mới này. Cần nhắc lại rằng, lần đầu tiên người ta biết đến việc Ukraine sử dụng AASM vào đầu tháng 3, sau đó chúng được sử dụng để tấn công nhà máy than cốc Avdiivka, lúc đó đã do người Nga kiểm soát. AASM được phát triển bởi tập đoàn điện tử và quốc phòng Safran của Pháp. Phiên bản cơ bản của loại bom này bao gồm mô đun mũi với hệ thống dẫn đường, mô đun đuôi có cánh và bộ tăng tốc tên lửa, cũng như một quả bom không dẫn đường thông thường nặng 250 kg. Theo dữ liệu từ các nguồn mở, AASM có thể tấn công mục tiêu ở cự ly khoảng 70 km. Theo nghĩa này, nó có thể được so sánh với bom UMPK của Nga. Đồng thời, các chuyên gia cho rằng vũ khí của Pháp có độ chính xác cao hơn. Nhiều điểm bỏ phiếu bầu cử ở Nga bị người dân phá hoại. Các nhà chức trách Nga đã phát hiện một số đối tượng cố tình đổ chất lỏng vào thùng phiếu trong ngày bầu cử tổng thống đầu tiên. Theo kênh Baza Telegram, một phụ nữ đã bước vào một điểm bỏ phiếu ở quận Đông Bắc thủ đô Moscow và đổ lon nước sát trùng màu xanh lá cây vào thùng phiếu. Cô đã hô khẩu hiệu ủng hộ Ukraine trong khi thực hiện hành động này. Trong đoạn video ghi lại vụ việc, cô gái cũng được nhìn thấy đang liên lạc với ai đó qua điện thoại. Các nhân chứng đã nói với giới truyền thông rằng người này dường như bị ai đó điều phối từ xa. Ủy ban điều tra của thành phố Moscow sau đó thông báo người phụ nữ này đã bị giam giữ và một vụ án hình sự đã được mở ra. Trong đó, cô gái bị cáo buộc cản trở quyền bầu cử. Nếu bị kết tội, người này phải đối mặt với án tù 3-5 năm. Một sự cố tương tự cũng liên quan đến chất lỏng màu xanh lá cây đã xảy ra ở thành phố Borisovlev thuộc vùng Voronezh. Các nỗ lực làm hỏng phiếu bầu của cử tri bằng mực được cho là đã xảy ra ở thành phố Rostov và Cộng hòa Karachay-Sukhetia. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CAC đã yêu cầu tăng cường an ninh cho các thùng phiếu sau những sự cố trên. Phó chủ tịch CAC Nikolai Bolev nói, rõ ràng là những người này đã được hứa hẹn tiền và phần thưởng, đồng thời cho biết những hành vi phạm tội này do cả nam và nữ thực hiện. Ông Bolev tuyên bố, để bảo đảm an ninh cho các thùng phiếu, nhân viên CAC sẽ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát và vệ binh quốc gia. Ông cho biết những lá phiếu bị hủy hoại không thể kiểm đếm được, đồng nghĩa với việc những kẻ phá hoại đang ăn cắp phiếu bầu của người dân Nga một cách hiệu quả. Chủ tịch CEC Ella Pamphilova tuyên bố trước cuộc bầu cử rằng Ủy ban bầu cử Trung ương biết rằng những hành động khiêu khích có thể nhằm mục đích làm gián đoạn quá trình bầu cử, nhưng cam kết những hành động này sẽ không thành công trong việc ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu. Cuộc bầu cử tổng thống ở Nga chính thức bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 và dự kiến kéo dài đến ngày 17 tháng 3. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử tổng thống Nga kéo dài 3 ngày. Chưa công bố kết quả, nhưng ai cũng có thể đoán ông Putin sẽ chiến thắng thêm một nhiệm kỳ nữa khi các đối thủ lớn của ông ở Nga, người đã chết, người bị tù đày và một số phải sống lưu vong. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.